650 ớt ruộng. Tên khác: muống đất, sỏi đất, rau rửa bụi, họ rau rửa nước. Bộ phận dùng: toàn cây, thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Tác dụng dược lý: theo tài liệu nước ngoài, cây ớt ruộng có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, diệt run sán. Nước sắc rễ ớt ruộng có tác dụng hạ sốt. Tính vị công năng: trong y học cổ truyền Trung Hoa, cây ớt ruộng thủy tiên đào có vị nhạt, tính mát, có công năng sơ phong, lương huyết, thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng. Công dụng: toàn cây ớt ruộng được dùng chữa tiêu chảy, kiết lỵ dưới dạng bột uống với sữa. Nước sắc ớt ruộng chữa đầy hơi bụng trướng, run đũa. Ở vùng Jasper, Ấn Độ, nước sắc rễ ớt ruộng được dùng chữa sốt. Ở Malaysia, lá ớt ruộng có chất nhầy, giã nát đắp ngoài, chữa đau đầu, sưng hạch ở cổ, viêm tinh hoàn. Ở Trung Quốc, cây ớt ruộng được dùng chữa cảm sốt, ho, đau bụng, lở loét miệng, mụn nhọt. Ở Đài Loan, lá hoặc toàn cây ớt ruộng giã nát dùng làm thuốc đắp chữa vết thương. Ở châu Phi, ớt ruộng chữa thấp khớp. Liều dùng 15-30g một ngày, sắc nước uống, dùng ngoài, lấy nước sắc toàn cây để rửa. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web baokinam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.